Thưa quý vị, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở khá gần Hà Nội đó là khu du lịch Đào Cát Bà và mặc dù còn gần một tuần nữa mới đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thế nhưng tại đây đã ghi nhận một lượng lớn các du khách cùng nhau đổ về để tham quan và vui chơi, khiến cho tuyến phà ra đảo Cát Bà chuyển bến mới từ ngày mùng 1 tháng 3, thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo đại diện từ ban quản lý, khoảng cách từ bến Đồng Bài đến bến Cái Viềng, đảo Cát Bà, dài hơn tuyến cũ khoảng 120 mét, khiến cho thời gian di chuyển qua eo biển Cát Hải thì lâu hơn 10 phút một chuyến, trong khi năng lực vận tải vẫn không thay đổi với 5 phà lớn và 3 phà nhỏ nên dẫn đến tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, tại đầu bến phà Đồng Bài, nhiều ô tô gặp khó khăn khi đánh lái lúc lên bờ. Nếu không được các nhân viên bến phà sử dụng hộp sắt, gỗ kê kích, phương tiện dễ bị sập gầm, hỏng xe bởi độ dốc của mái phà khá lớn. Điều này thì đã kéo dài thời gian di chuyển của mỗi chuyến phà và để giải quyết tình trạng ùn tắc ra đảo Cát Bà, từ ngày mùng 1 tháng 3, thành phố Hải Phòng đã di rời bến phà Gót sang bến phà Đồng Bài. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã chỉ đạo đóng mới 5 chiếc phà hiện đại, tốc độ di chuyển nhanh hơn và sức chứa lớn hơn để phục vụ các du khách.